Vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán hàng ô tô cũ của em. Thì mới nhất trong buổi chiều tối ngày hôm nay, Vinam vừa về một mẫu xe Daewoo Lacetti DCX sản xuất 2009 với phiên bản số tự động, động cơ 1.6 được nhập khẩu nguyên chiếc nhé các bác nhé. Và với cái mẫu xe Lacetti DCX này thì bên em đang chào bán với mức giá là 270 triệu đồng. Anh chị và các bạn có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Lacetti DCX này thì hãy liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ quay tổng thành chi tiết bên ngoài cái phần sơn vỏ của cái mẫu xe Daewoo Lacetti DCX này nha các bác nhá. Xe thì em sẽ cam kết với anh chị và các bạn là xe cực đẹp luôn, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Xe được trang bị hai túi khí phanh nha biết các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc, bản kịch đủ luôn. Đấy. Cửa lóc các bạn. Giá cực kỳ ưu ái 270 triệu đồng. Là anh chị và các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe Lacetti CDX này. Phiên bản nhập khẩu cửa lóc các bạn. Đấy. Anh chị và các bạn xem video lần đầu của em thì hãy để lại cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh, cái nút màu đỏ phía dưới ạ. Và bấm nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Bên em thì rất nhiều xe, nhưng mà thường thì em sẽ quay chi tiết từng mẫu một để cho anh chị và các bạn tha hồ lựa chọn. Về phần tôn vỏ bên ngoài của chiếc Lacetti DCX 2009 này thì em cam kết với anh chị và các bạn mua về là chúng ta không phải làm một cái gì cả, mà chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi. Xe thì rất đẹp luôn các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Tất cả chức năng hoạt động bình thường từ cửa lóc. Đấy. Giá rất là êm ái. 270 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu ngay một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc nha bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc. Giá rất là rẻ luôn. Đấy. Về tổng thành sơn vỏ đèn đóm bên ngoài, anh chị và các bạn là mua về không phải làm cái gì cả, chỉ việc đổ xăng thôi. Chiếc này là tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn nhé các bác nhé. Một chủ từ mới luôn. Đấy, biển Hà Nội 4 số. Cực kỳ ok. Đây em sẽ đi vào chi tiết nhất. Đây các bạn này, nhìn đèn này. Đèn cực kỳ sáng nha các bác nhé. Đấy, rất là sáng luôn. Từ mặt cản, ga lăng, gió. Đấy. Tất cả mọi thứ là đều nguyên bản theo xe hết các bạn. Cái gương này, cái kính, cái đèn này là đèn zin theo xe các bác nhé. Và trước khi vào phần nội thất bên trong của xe thì em sẽ quay qua cái phần lốp cho anh chị và các bạn xem. Lốp đằng trước thì em thấy là bác chủ mới thay xong, lốp mới cứng luôn các bạn. Xe được trang bị la răng đúc này các bác này, phanh ABS chống bó cứng này. Đấy, rất là chắc chắn nha các bác nhé, cực kỳ chắc chắn. Đèn xi nhan hậu này, ngang ngang các bác nhé. Và từ những cái tay nắm cửa đều được mạ chrome, xe nhập khẩu nguyên chiếc thì các bác biết rồi, cực kỳ chắc chắn luôn. Và đây là quả lốp sau của chiếc Lacetti đây, lốp sau cũng mới cứng các bạn. Chiếc này là lốp mới cả dàn luôn. Đấy, xe trang bị phanh ABS. Và sau đây em sẽ vào cái phần chi tiết tổng thành nội thất bên trong cho anh chị và các bạn xem. Với cái mẫu xe Lacetti DCX này nhập khẩu nguyên chiếc này thì các bác biết rồi, đi thì rất chắc chắn. Và với mẫu này thì em cam kết anh chị và các bạn nhé, là keo chỉ này không mất một phân nào luôn các bác nhé. Nhìn này, cái đường chỉ rất là sắc nét luôn. Đấy, nhựa này, đồ nhựa của nó này, quá ok và tuyệt vời. 2009 vô lăng nha em nói các bác này, không có chiếc nào đẹp như con này này. Vô lăng cực kỳ đẹp luôn, một chủ từ mới các bác nhé. Đấy, anh chị và các bạn mua thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại là 0975 567089. Đấy, củ số các bạn này. Đẹp tuyệt vời luôn. Em chưa mua một chiếc Lacetti nào mà đẹp như thế này các bạn. Đấy, đầu đài nguyên bản nha các bạn nhé. Đấy. Thì với cái mẫu xe Lacetti này đấy, số tự động là chúng ta đi rất là nhàn luôn. Đây, em sẽ mở cái phần cửa. Đây luôn. Không lại bỏ là mua xe của em về mà lại cửa không hoạt động. Đây,
em bấm cho các bác xem. Đấy nhá. Âm thanh thì thôi rồi, như vũ trường luôn các bạn. Đây. Đây. Em mở ra xem. Đầu đài nguyên bản nha các bác nhá. Đấy. Thì em sẽ rút chìa khóa ra là nó sẽ không hát nữa. Đây các bác này, tem của nhà sản xuất. Đấy, vẫn còn nguyên bản luôn. Chưa có bị sơn bả gì nhiều các bác. Tôn vỏ mỏng dính luôn. Đấy. Thì em thấy cái phần kính này của nó là kính zin. Zin theo xe nhé các bác. Kính zin theo xe này. Từ cái gương, kính gương các bác này. Đấy, kính zin zin theo xe nhé. Theo nhà sản xuất luôn nhé các bác nhé. Đấy. Xe rất là ok, giá rất là ưu ái luôn. 270 triệu đồng này chị và các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe quá ok và tuyệt vời. Đây các bác này. Đấy, keo chỉ thẳng tưng luôn. Đây. Đồ nhựa của nó không kém gì những cái mẫu xe mà 2012 2013 nhá, rất là tươi luôn. Chiếc này là một chủ từ mới các bạn, một chủ từ mới luôn. Đây các bác. Đấy. Quá ok. Số điện thoại của em thì có cả Zalo và Facebook. Anh chị cần thông tin chi tiết gì thì cứ kết bạn với em. Thì em sẽ gửi những cái chi tiết mà anh chị và các bạn cần thiết thì em sẽ gửi cho anh chị và các bạn. Và em sẽ mở cái cốp cái chiếc Nasetti này lên. Đấy. Khiển điện nha các bác nhá. Xe được trang bị cam lùi các bạn. Để bác chủ nhân bác ấy rất nắm món. Một quả lốp dự phòng bằng na răng sắt các bạn. Đây các bạn. Toàn bộ chi tiết của xe. Riêng cái mẫu xe Lacetti DCX này thì em sẽ cam kết với anh chị và các bạn là không một lỗi nhỏ luôn. Đấy. Không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Từ những con tem của nó các bác này, chưa có bị rụng rời nha các bác nhé. Chứng tỏ con này sơn zin rất là nhiều. Đấy. Chưa bị sơn bả gì nhiều, tôn vỏ rất là mỏng, rất là đẹp luôn. Chính chủ các bạn này, chưa sơn bả nhiều. Gương này các bạn này. Gương xịn theo nhà sản xuất luôn. Đấy. Riêng anh chị nào mà mua cái mẫu xe Lacetti DCX này về quá tuyệt vời. Xe nội thất rất là tươi. Tươi, vỏ mỏng. Đấy, không có sơn bả gì nhiều. Còn lòng trong của nó là các bạn này. Đây này, sơn của nó sơn zin, sơn xịn các bạn. Đấy. Rất bóng và mờ. Trần nhé các bạn nhé. Trần quá ok và tuyệt vời nhé. Em chưa mua một chiếc Nasetti nào mà 2009 mà đẹp như chiếc này. Đây. Kính nha các bác này. Cái gương của nó này. Một đôi gương xịn. Zin theo xe nha các bác nhé. Zin toàn tập luôn. Đấy. Thì sau đây em sẽ lổ cái phần máy lên cho anh chị và các bạn nghe. Xe này thì được trang bị hai túi khí rất an toàn nhé. Đây một chiếc các bác này. Một chiếc túi khí và bên đây một chiếc. Đấy, thì em sẽ lổ máy lên cho anh chị và các bạn nghe tiếng động cơ. Xe của nó thì chất quá tuyệt vời luôn. Không phải bàn về chất xe. Về cái chiếc mẫu xe Lacetti DCX này. Âm thanh như vũ trường. Đăng kiểm thì rất là dài đến tận tháng 5 năm 2020. Thế là anh chị và các bạn đi đến tận sang năm mới phải chúng ta mới phải đi đăng kiểm. Thì em sẽ bật lắp capo lên để cho anh chị và các bạn nghe tiếng động cơ. Lacetti này thì phần đi là rất là chắc chắn, rất là đầm. Đấy, âm thanh thì thôi rồi các bạn. Các bác không phải nghĩ về âm thanh. Đấy. Không cần phải nghĩ đến âm thanh luôn. Nghe qua nha. Âm thanh nó thì kinh khủng. Nghe thì chỉ có nhức người thôi. Đấy các bạn. Thì với phần cái mặt là cái chắn cổ vua này rất là sáng luôn, chứng tỏ là con này chưa bị bóc ra các bác này. Đây này, em thấy qua điện ra là cái bơm con này là còn zin các bạn, bơm còn zin luôn các bác nhá, bơm lái zin đét luôn. Đấy, anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương thì xem xe trực tiếp, hoặc liên hệ qua số điện thoại là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Lacetti DCX này. Vâng, đây các bạn này, một chiếc tem của cái làn đầu nhé. Với cái mẫu xe Lacetti
DCX này thì em sẽ cam kết cho anh chị và các bạn là không đâm đụng, không tê lạn, không ngập nước, không một lỗi nhỏ luôn. Âm thanh thì thôi rồi tuyệt vời luôn. Đấy. Và sau đây em sẽ đi một đoạn thử để cho anh chị và các bạn cảm nhận được. Xe cực đẹp nha các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Điều hòa mát rét các bạn. Đấy. Âm thanh các bạn này. Đấy. Đây em sẽ vào cái phần cam lùi các bạn này. Đã được chủ nhân độ lên một cái gương của cả cam lùi và hành trình các bác nhá. Loa đài thì nguyên bản. Đấy. Xe thì quá ok luôn. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video lần sau. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh của em suốt thời gian vừa qua. Vâng, em chào các bác nhá. Chill out.